Quỳnh Đông Phát Sinh xin chào cả nhà. Quỳnh Đông Phát Sinh cũng gửi lời chúc sức khỏe, một mùa xuân an lành ấm áp đến tất cả các anh chị em cô bác đã xem kênh của Quỳnh Đông Phát Sinh. Thì hôm nay Thanh Đông sẽ chia sẻ một điểm câu nữa là xã Mỹ Thạnh Bắc nha anh em, huyện Đức Huệ, Long An. Thì theo như lịch đó, Thanh Đông thông báo video trước đó, thì Thanh Đông tính nghỉ Tết, nhưng mà còn mấy ngày nữa thì cũng buồn ở nhà sắp xếp công việc xong thì Thanh Đông đi cầu một chuyến nữa để chia sẻ cho anh em cho vui rồi nghỉ Tết. Hôm nay Thanh Đông xuất phát cái điểm này thì điểm này thì gần hơn điểm trước nghe chút nha nè. Điểm này thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ, Long An. Thì như video trước đây Thanh Đông chia sẻ điểm cầu ở Thơ Mo, nhưng mà cái này cũng là đường tỉnh lộ hiện chạy. Hiện tại Thanh Đông đang chạy xe là tỉnh lộ 839 luôn nè, thì cũng đi thẳng lên cửa khẩu Thơ Mo. Nhưng mà bây giờ Thanh Đông câu thì gần hơn một chút anh em. Thì Thanh Đông sẽ vô cái điểm câu này thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ, Long An. Giờ từ huyện Đức Huệ anh em lên tới điểm câu này độ khoảng tầm 7 cây anh em đi buôn cha. Thanh Đông không có lên Thơ Mo. Thì tới cái ngã ba trước mặt mình đây á, thì mình rẽ phải nha anh em, nếu mà rẽ trái thì lên cửa khẩu Thơ Mo, anh em rẽ phải thì mình chạy vô khoảng một đoạn thì mình rẽ vào mình tìm điểm câu này. Trái mình vẫn là một con kênh mình câu được, nhưng mà nắng với lại nghe người ta nói là kênh này cá chốt nhiều anh em. Đó, bây giờ là tới ngay chỗ quán cháo nha này, ngay chỗ này là bên tay phải mình là quán cháo, bên tay trái mình á, anh em thấy quán cháo trước mặt đó, rồi mình rẽ trái. Để trái vô cầu này là cầu mùi hai nha anh em. Cầu mùi hai thì anh em để trái đi theo cái đường đá này vô. Thì vô kênh này thì cũng là con kênh cục nha anh em. Con kênh cục này nó ăn thẳng ra sông, ra kênh nối liền với kênh lớn, nhưng mà Thanh Đông chỉ câu cái đầu kênh cục nha anh em. Kênh ha nè, thì mình có thể chạy bên phải hoặc bên trái mình cầu. Rồi tới đây nè, anh em chạy thẳng cũng được mà đi bên phải cũng được. Thì con kênh này đâu là con kênh cục, từ đây mà ra ngoài kia trước mặt mình mới có kênh thông, ngay trước mặt mình là cái cùng kênh nha này. Giờ Thanh Đông ra cái khu vực này có hàng cây mát mát, cái mình thấy ổn thì mình dứt anh em. Thì ở đây mình câu không thích hợp thì mình chạy vô nữa. Thanh Đông cũng lòng vòng những con kênh ở đây chỗ này thì mình chạy
xích vô trong chút xíu nữa thì kênh bên phải, kênh bên trái, ngã ba ngã tư thì nhiều lắm, nhưng mà tình cũng thích hợp, thấy chỗ này nó cũng mát với lại cũng kín đáo cho thể câu được rồi này. Chạy thẳng vô trong á thì vô điểm câu cũng nhiều rồi này, nhưng mà nó trống rồi nha. Có khúc này thì nó cũng nửa kính nửa trống thì thấy nó cũng có cá lộn cũng nhiều, thì mình xuống đây mình thử coi coi sao này, mình quay cho anh em thôi. Anh em thấy nó cá nó có tớp móng rồi đó. Thì sao quá anh em không nghe tiếng nhưng mà có tớp móng đã lộ tai lắm anh em. Này mình chạy từ tàn tàn mình chạy vô mình câu tiếp ha. Rồi bây giờ kiếm điểm câu nè. Rồi bắt đầu giết cái này. Bên trong này im này. Qua coi coi. Bình đẹp, cá đẹp. Mặt trước hai cái lỗ quá này. Thả mồi bỏ đó anh em. Chút xíu mình quay lại mình câu tiếp. Hai cái lỗ. Bỏ mồi vụ á, chút mình qua mình câu tiếp cho nó có cá liền nè, chứ mình giờ qua mà mình móc xong mình ngồi mình chờ thì cũng lâu. Còn cái lỗ thanh long câu bên này thì nó tổng hơn chút xíu, có bèo rồi nè. Rồi trắng anh em ơi. Mồi cá xuống này, mồi cá xuống thế nào cũng trắng. Quất đi chơi mồi cho bá luôn. Quất quất liền nè. Quất quất xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. Cái rô nào cái rô nấy nó đã nhức nách luôn. Rồi này khui đá mà nè, nhức nách mà. Vô mày hả mày. Này không có bự lắm anh em, nhưng mà được được mập mập cá anh em. Mập mập cá cũng hai ba ngón mà, nhưng mà mập mập cá nhưng mà nhiều anh em, nãy giờ làm cũng được ít con à. Tiếp giúp 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 nó đùa đùa nè mà giúp 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 tao luôn tao luôn tao luôn giúp. Rồi rồi nè, lừa lừa rồi có luôn vô mày, cái rũ đen thui vậy nè, ở nước này có sao mà nó kín quá nó đen thui.
Rồi đừng thui, quay hơn xa nè. Vô hầu của cái rô mập hú. Nhấp kịp kịp nè. Kịp kéo, kịp nhấp, kịp nhấp. Làm lại nó nè. Rớt xuống mọi bên chảy luôn. Cậu hai cái lỗ anh em, mà cái lỗ bên kia quay không được, nó nằm trong hốc. Ôi ôi, cái rô đen thui. Anh em ơi, cái rô đen thui, thù lùi, bệt thù lùi. Quá đá là như mày. Đèn thui. Vô em nào em lấy đèn thui. Kênh này tương đối anh em, cá hai ngón ba ngón, ba ngón rồi chứ không có bự, không có bự lắm, nên trung bình anh em được. Wow. Thấy mày lừa rồi, vô luôn em.
nghĩ dứt thấy mắt chích giật đầu vô nè con thui quả sướng mạnh mà thả gì đâu xuống cái này trắng liền anh em, đã gì đâu, chờ sẵn làm sao, xuống lụm đó anh em, lia lịa mập này. Tao ác bự. Canh bên đây ăn bên kia quá đã luôn, mới tới món bự hay gì nữa không hay, mình bỏ xuống lại rồi quất con nữa, vài con nữa hết bài luôn. Vô nè, lộ mau dính thác lát nè anh em, dứt dứt nó nằm trong hốc quay không có được, giờ quay qua nè. Rô lụm cái rô thấy tim tim thì tưởng là cá bự, rô lứa gần 6 giờ anh em đi ăn chút quay lại anh em. Đó, giờ ăn miếng mì rồi đi quay lại câu điên thử chút coi anh em, thử vài tiếng coi sao anh em. Vô nè. Xuống lại nè. Nó cà lừ mà nó chưa cuốc. Nó đang nhúng nhúng. Nó đang nhúng nhúng nè. Quất quất. Ôi một em. Quá rồi quá. Ông hai khách 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 tôi là chim cái phút một ông. Rồi, lại chim cho anh em luôn. Em mừng quá. Trời ơi.
nhấp nhấp bằng này, nhấp nhấp chạy chạy phao nhẹ nhẹ là mà chưa chưa lúc nhấp 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 rô nè. Răng thì cái này mới giờ cũng về luôn anh em á, giờ cũng tối tám mấy à. Chào anh em nha, chúc anh em chơi quá đã anh em. Này chưa chắc nước này, mình đành chắc nước. Này có con tê lai này, tê lai câu đêm dính tê lai này, tê lai bự cầm một cầm đen thui à. Sống ở kênh nó nè đen luôn. Còn, hai con tre vàng nè, tre vàng, tre vàng nè, tre vàng vàng cũng lứa chỉ tre nó bự vậy chứ không có nhỏ, có một tre vàng nhỏ nè, tre vàng nhỏ, con tre vàng nhỏ, con tre vàng à, con này hơi nhỏ này, tre vàng hơi nhỏ, con này bự hơn, bự hơn, mà tre lai bự hơn nữa, tre lai cầm không hết đâu nè, tre lai, này thắt lát này. Quát rồi về không chết liền. Cái rô thì cũng có con bự này, cũng có con nhỏ. Rô đen đen. Có con bự lắm, mà cũng có con nhỏ lắm. Rô này cũng bự. Có con thì cũng nhỏ. Này cũng tí mấy à nè. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ ha, hành động việc khác à, xem năm mới chúc anh em nhiều thành công hạnh phúc à, nhiều niềm vui và năm mới an lành. Rồi chào cả nhà nha.